Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm 9, xưng tụng danh hiệu của chư Phật. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ, trải qua vô số kiếp, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có nam tử hay nữ nhân nào nghe được tôn danh Vô Biên Thân Như Lai mà sinh tâm tôn kính, thì dù chỉ trong chốc lát, người đó cũng xóa sạch tội nặng sinh tử trong 40 đại kiếp. Huống chi còn biết đắp vẽ hình tượng của Đức Phật mà cúng dường và tán thán. Phước lợi mà người này đạt được thật là vô lượng vô biên. Cũng trong quá khứ, cách đây số kiếp nhiều như các sông Hằng, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được tôn danh Bảo Tánh Như Lai mà chịu phát tâm quy y, dù thời gian chỉ bằng khẩy móng tay, thì người ấy đối với đạo vô thượng sẽ không bao giờ thoái chuyển. Cũng trong thời quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được tôn danh Ba Đầu Ma Thắng Như Lai lướt qua đôi tai, thì người ấy sẽ được 1000 lần sinh lên các trời cõi dục 6 tầng, hà huống là còn biết chí tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật ấy. Cũng trong thuở quá khứ, trải qua vô số kiếp, không cùng không thể nói hết, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nào mà nghe được tôn danh Sư Tử Hống Như Lai phát tâm quy y, thì dù sự phát tâm ấy chỉ trong khoảnh khắc, thì người đó sẽ gặp được vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký. Cũng trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất thế, hiệu là Tô Lưu Tôn Như Lai. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được tôn danh Tô Lưu Tôn Như Lai rồi chí tâm chiêm ngưỡng, tán lễ, cúng dường, thì người ấy trong pháp hội của 1000 Đức Phật của hiền kiếp này đều được làm Đại Phạm Vương và nhận thọ ký tối thượng. Trong thuở quá khứ, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe qua đôi tai tôn danh Tỳ Bà Thi Như Lai thì vĩnh viễn không bị sa vào đường dữ, luôn sinh ra trong cõi người hay cõi trời, hưởng sự yên vui thắng diệu. Cũng trong thuở quá khứ, với số kiếp nhiều bằng cát của vô lượng rất nhiều sông Hằng, một Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có nam tử hay nữ nhân nào nghe qua đôi tai tôn danh Bảo Thắng Như Lai thì người ấy vĩnh viễn không còn sa vào đường dữ, luôn luôn ở các cõi trời, hưởng sự yên vui thù diệu. Trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất thế, tôn hiệu Bảo Tướng Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe qua tôn danh Bảo Tướng Như Lai mà sinh lòng tôn kính, thì người ấy chẳng bao lâu nữa sẽ chứng quả giải thoát A-la-hán. Cũng trong thời quá khứ, qua vô số A-tăng kỳ đại kiếp, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nào mà nghe qua tôn danh Ca Sa Tràng Như Lai thì xóa sạch trọng tội sinh tử đã làm trong 100 đại kiếp. Cũng trong quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe qua tôn danh Đại Thông Sơn Vương Như Lai thì người ấy sẽ được gặp hằng hà sa chư Phật, được chư Phật rộng nói diệu pháp và chắc chắn sẽ thành tựu Phật quả toàn giác. Cũng trong thuở quá khứ, có Đấng Tịnh Nguyệt Như Lai, Sơn Vương Như Lai, Trí Thắng Như Lai, Tịnh Danh Vương Như Lai, Trí Thành Tựu Như Lai, Vô Thượng Như Lai, Diệu Thanh Như Lai, Mãn Nguyệt Như Lai và Đức Nguyệt Diện Như Lai. Các Đức Phật như vậy, số đếm rất nhiều không thể nói hết. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời hiện tại hay thời vị lai, tất cả chúng sinh, là trời hay người, nam tử hay nữ nhân, chỉ cần trì tụng tôn hiệu của một vị Phật, thì công đức cũng đã rất nhiều rất vô hạn, nói gì thêm về người trì tụng nhiều danh hiệu của chư Phật. Những người ấy, lúc đang sống hoặc sau khi chết, đều hưởng được lợi ích to lớn và vĩnh viễn không còn sa vào đường dữ. Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm 9, xưng tụng danh hiệu của chư Phật. Bồ Tát Địa Tạng Bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ, trải qua vô số kiếp, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, vô biên thân Như Lai. Nếu có nam tử hay nữ nhân nào nghe được tôn danh, vô biên thân Như Lai, mà sinh tâm tôn kính, thì dù chỉ trong chốc lát, người đó cũng xóa sạch tội nặng sinh tử trong 40 đại kiếp. Huống chi còn biết đắp vẽ hình tượng của Đức Phật mà cúng dường và tán thán. Phước lợi mà người này đạt được, thật là vô lượng vô biên. Cũng trong quá khứ, cách đây số kiếp nhiều như các sông Hằng, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe được tôn danh Bảo Tánh Như Lai mà chịu phát tâm quy y, dù thời gian chỉ bằng khẩy móng tay, thì người ấy đối với đạo vô thượng sẽ không bao giờ thoái chuyển. Cũng trong thời quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe được tôn danh Ba Đầu Ma Thắng Như Lai lướt qua đôi tai, thì người ấy sẽ được 1000 lần sinh lên các trời cõi dục 6 tầng, hà huống là còn biết chí tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật ấy. Cũng trong thuở quá khứ, trải qua vô số kiếp, không cùng không thể nói hết, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nào mà nghe được tôn danh, Sư Tử Hống Như Lai, phát tâm quy y, thì dù sự phát tâm ấy chỉ trong khoảnh khắc, thì người đó sẽ gặp được vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký. Cũng trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất thế, hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe được tôn danh, Câu Lưu Tôn Như Lai, rồi chí tâm chiêm ngưỡng, tán lễ, cúng dường, thì người ấy trong pháp hội của 1000 Đức Phật của hiền kiếp này, đều được làm Đại Phạm Vương và nhận thọ ký tối thượng. Trong thuở quá khứ, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe qua đôi tai tôn danh, Tỳ Bà Thi Như Lai, thì vĩnh viễn không bị sa vào đường dữ, luôn sinh ra trong cõi người hay cõi trời, hưởng sự yên vui thắng diệu. Cũng trong thuở quá khứ, với số kiếp nhiều bằng cát của vô lượng rất nhiều sông Hằng, một Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có nam tử hay nữ nhân nào, nghe qua đôi tai tôn danh, Bảo Thắng Như Lai, thì người ấy vĩnh viễn không còn sa vào đường dữ, luôn luôn ở các cõi trời, hưởng sự yên vui thù diệu. Trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Bảo Tướng Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe qua tôn danh, Bảo Tướng Như Lai, mà sinh lòng tôn kính thì người ấy, chẳng bao lâu nữa, sẽ chứng quả giải thoát A-La-Hán. Cũng trong thời quá khứ, qua vô số A-Tăng Kỳ Đại Kiếp, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nào, mà nghe qua tôn danh, Ca Sa Tràng Như Lai, thì xóa sạch trọng tội sinh tử đã làm trong 100 đại kiếp. Cũng trong quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe qua tôn danh Đại Thông Sơn Vương Như Lai, thì người ấy sẽ được gặp hằng hà sa chư Phật, được chư Phật rộng nói diệu pháp và chắc chắn sẽ thành tựu Phật quả toàn giác. Cũng trong thuở quá khứ, có Đấng Tịnh Nguyệt Như Lai, Sơn Vương Như Lai, Trí Thắng Như Lai, Tịnh Danh Vương Như Lai, Trí Thành Tựu Như Lai, Vô Thượng Như Lai, Diệu Thanh Như Lai, Mãn Nguyệt Như Lai và Đức Nguyệt Diện Như Lai. Các Đức Phật như vậy, số đếm rất nhiều không thể nói hết. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời hiện tại hay thời vị lai, tất cả chúng sinh, là trời hay người, nam tử hay nữ nhân, chỉ cần trì tụng tôn hiệu của một vị Phật, thì công đức cũng đã rất nhiều rất vô hạn. Nói gì thêm về người trì tụng nhiều danh hiệu của chư Phật. Những người ấy, lúc đang sống hoặc sau khi chết, đều hưởng được lợi ích to lớn và vĩnh viễn không còn sa vào đường dữ. Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm 9, xưng tụng danh hiệu của chư Phật. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ, trải qua vô số kiếp, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, vô biên thân Như Lai. Nếu có nam tử hay nữ nhân nào nghe được tôn danh, vô biên thân Như Lai, mà sinh tâm tôn kính, thì dù chỉ trong chốc lát, người đó cũng xóa sạch tội nặng sinh tử trong 40 đại kiếp. Huống chi còn biết đắp vẽ hình tượng của Đức Phật mà cúng dường và tán thán. Phước lợi mà người này đạt được thật là vô lượng vô biên. Cũng trong quá khứ, cách đây số kiếp nhiều như các sông Hằng, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được tôn danh Bảo Tánh Như Lai mà chịu phát tâm quy y, dù thời gian chỉ bằng khẩy móng tay, thì người ấy đối với đạo vô thượng sẽ không bao giờ thoái chuyển. Cũng trong thời quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được tôn danh Ba Đầu Ma Thắng Như Lai lướt qua đôi tai, thì người ấy sẽ được 1000 lần sinh lên các trời cõi dục 6 tầng, hà huống là còn biết chí tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật ấy. Cũng trong thuở quá khứ, trải qua vô số kiếp, không cùng không thể nói hết, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nào mà nghe được tôn danh Sư Tử Hống Như Lai phát tâm quy y, thì dù sự phát tâm ấy chỉ trong khoảnh khắc, thì người đó sẽ gặp được vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký. Cũng trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất thế, hiệu là Tô Lưu Tôn Như Lai. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được tôn danh Tô Lưu Tôn Như Lai rồi chí tâm chiêm ngưỡng, tán lễ, cúng dường, thì người ấy trong pháp hội của 1000 đức Phật của hiền kiếp này đều được làm Đại Phạm Vương và nhận thọ ký tối thượng. Trong thuở quá khứ, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe qua đôi tai tôn danh Tỳ Bà Thi Như Lai, thì vĩnh viễn không bị sa vào đường dữ, luôn sinh ra trong cõi người hay cõi trời, hưởng sự yên vui thắng diệu. Cũng trong thuở quá khứ, với số kiếp nhiều bằng cát của vô lượng rất nhiều sông Hằng, một Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có nam tử hay nữ nhân nào nghe qua đôi tai tôn danh Bảo Thắng Như Lai, thì người ấy vĩnh viễn không còn sa vào đường dữ, luôn luôn ở các cõi trời, hưởng sự yên vui thù diệu. Trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất thế, tôn hiệu Bảo Tướng Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe qua tôn danh Bảo Tướng Như Lai mà sinh lòng tôn kính, thì người ấy chẳng bao lâu nữa sẽ chứng quả giải thoát A-la-hán. Cũng trong thời quá khứ, qua vô số A-tăng kỳ đại kiếp, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu Ca-sa Tràng Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nào mà nghe qua tôn danh Ca-sa Tràng Như Lai thì xóa sạch trọng tội sinh tử đã làm trong 100 đại kiếp. Cũng trong quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe qua tôn danh Đại Thông Sơn Vương Như Lai, thì người ấy sẽ được gặp hằng hà sa chư Phật, được chư Phật rộng nói diệu pháp và chắc chắn sẽ thành tựu Phật quả toàn giác. Cũng trong thuở quá khứ, có Đấng Tịnh Nguyệt Như Lai, Sơn Vương Như Lai, Trí Thắng Như Lai, Tịnh Danh Vương Như Lai, Trí Thành Tựu Như Lai, Vô Thượng Như Lai, Diệu Thanh Như Lai, Mãn Nguyệt Như Lai và Đức Nguyệt Diện Như Lai. Các Đức Phật như vậy, số đến rất nhiều không thể nói hết. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời hiện tại hay thời vị lai, tất cả chúng sinh, là trời hay người, nam tử hay nữ nhân, chỉ cần trì tụng tôn hiệu của một vị Phật, thì công đức cũng đã rất nhiều rất vô hạn, nói gì thêm về người trì tụng nhiều danh hiệu của chư Phật. Những người ấy, lúc đang sống hoặc sau khi chết, đều hưởng được lợi ích to lớn và vĩnh viễn không còn sa vào đường dữ. Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm 9, xưng tụng danh hiệu của chư Phật. Bồ Tát Địa Tạng Bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ, trải qua vô số kiếp, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, vô biên thân Như Lai. Nếu có nam tử hay nữ nhân nào nghe được tôn danh, vô biên thân Như Lai, mà sinh tâm tôn kính, thì dù chỉ trong chốc lát, người đó cũng xóa sạch tội nặng sinh tử trong 40 đại kiếp. Huống chi còn biết đắp vẽ hình tượng của Đức Phật mà cúng dường và tán thán. Phước lợi mà người này đạt được, thật là vô lượng vô biên. Cũng trong quá khứ, cách đây số kiếp nhiều như các sông Hằng, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe được tôn danh Bảo Tánh Như Lai mà chịu phát tâm quy y, dù thời gian chỉ bằng khẩy móng tay, thì người ấy đối với đạo vô thượng sẽ không bao giờ thoái chuyển. Cũng trong thời quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe được tôn danh Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, lướt qua đôi tai, thì người ấy sẽ được 1000 lần sinh lên các trời cõi dục 6 tầng, hà huống là còn biết chí tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật ấy. Cũng trong thuở quá khứ, trải qua vô số kiếp, không cùng không thể nói hết, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nào mà nghe được tôn danh, Sư Tử Hống Như Lai, phát tâm quy y, thì dù sự phát tâm ấy chỉ trong khoảnh khắc, thì người đó sẽ gặp được vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký. Cũng trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất thế, hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe được tôn danh, Câu Lưu Tôn Như Lai, rồi chí tâm chiêm ngưỡng, tán lễ, cúng dường, thì người ấy trong pháp hội của 1000 Đức Phật của hiền kiếp này, đều được làm Đại Phạm Vương và nhận thọ ký tối thượng. Trong thuở quá khứ, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe qua đôi tai tôn danh, Tỳ Bà Thi Như Lai, thì vĩnh viễn không bị sa vào đường dữ, luôn sinh ra trong cõi người hay cõi trời, hưởng sự yên vui thắng diệu. Cũng trong thuở quá khứ, với số kiếp nhiều bằng cát của vô lượng rất nhiều sông Hằng, một Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có nam tử hay nữ nhân nào, nghe qua đôi tai tôn danh, Bảo Thắng Như Lai, thì người ấy vĩnh viễn không còn sa vào đường dữ, luôn luôn ở các cõi trời, hưởng sự yên vui thù diệu. Trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Bảo Tướng Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe qua tôn danh, Bảo Tướng Như Lai, mà sinh lòng tôn kính thì người ấy, chẳng bao lâu nữa, sẽ chứng quả giải thoát A-La-Hán. Cũng trong thời quá khứ, qua vô số A-Tăng Kỳ Đại Kiếp, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nào, mà nghe qua tôn danh, Ca Sa Tràng Như Lai, thì xóa sạch trọng tội sinh tử đã làm trong 100 đại kiếp. Cũng trong quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe qua tôn danh Đại Thông Sơn Vương Như Lai, thì người ấy sẽ được gặp hằng hà sa chư Phật, được chư Phật rộng nói diệu pháp và chắc chắn sẽ thành tựu Phật quả toàn giác. Cũng trong thuở quá khứ, có Đấng Tịnh Nguyệt Như Lai, Sơn Vương Như Lai, Trí Thắng Như Lai, Tịnh Danh Vương Như Lai, Trí Thành Tựu Như Lai, Vô Thượng Như Lai, Diệu Thanh Như Lai, Mãn Nguyệt Như Lai và Đức Nguyệt Diện Như Lai. Các Đức Phật như vậy, số đếm rất nhiều không thể nói hết. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời hiện tại hay thời vị lai, tất cả chúng sinh, là trời hay người, nam tử hay nữ nhân, chỉ cần trì tụng tôn hiệu của một vị Phật, thì công đức cũng đã rất nhiều rất vô hạn, nói gì thêm về người trì tụng nhiều danh hiệu của chư Phật. Những người ấy, lúc đang sống hoặc sau khi chết, đều hưởng được lợi ích to lớn và vĩnh viễn không còn sa vào đường dữ. Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm 9, xưng tụng danh hiệu của chư Phật. Bồ Tát Địa Tạng Bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ, trải qua vô số kiếp, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, vô biên thân Như Lai. Nếu có nam tử hay nữ nhân nào nghe được tôn danh, vô biên thân Như Lai, mà sinh tâm tôn kính, thì dù chỉ trong chốc lát, người đó cũng xóa sạch tội nặng sinh tử trong 40 đại kiếp. Huống chi còn biết đắp vẽ hình tượng của Đức Phật mà cúng dường và tán thán. Phước lợi mà người này đạt được, thật là vô lượng vô biên. Cũng trong quá khứ, cách đây số kiếp nhiều như các sông Hằng, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe được tôn danh Bảo Tánh Như Lai, mà chịu phát tâm quy y, dù thời gian chỉ bằng khẩy móng tay, thì người ấy đối với đạo vô thượng, sẽ không bao giờ thoái chuyển. Cũng trong thời quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe được tôn danh Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, lướt qua đôi tai, thì người ấy sẽ được 1000 lần sinh lên các trời cõi dục 6 tầng, hà huống là còn biết chí tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật ấy. Cũng trong thuở quá khứ, trải qua vô số kiếp, không cùng không thể nói hết, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nào mà nghe được tôn danh, Sư Tử Hống Như Lai, phát tâm quy y, thì dù sự phát tâm ấy chỉ trong khoảnh khắc, thì người đó sẽ gặp được vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký. Cũng trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất thế, hiệu là Tô Lưu Tôn Như Lai. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe được tôn danh, Tô Lưu Tôn Như Lai, rồi chí tâm chiêm ngưỡng, tán lễ, cúng dường, thì người ấy trong pháp hội của 1000 Đức Phật của hiền kiếp này, đều được làm Đại Phạm Vương và nhận thọ ký tối thượng. Trong thuở quá khứ, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe qua đôi tai tôn danh, Tỳ Bà Thi Như Lai, thì vĩnh viễn không bị sa vào đường dữ, luôn sinh ra trong cõi người hay cõi trời, hưởng sự yên vui thắng diệu. Cũng trong thuở quá khứ, với số kiếp nhiều bằng cát của vô lượng rất nhiều sông Hằng, một Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có nam tử hay nữ nhân nào, nghe qua đôi tai tôn danh, Bảo Thắng Như Lai, thì người ấy vĩnh viễn không còn sa vào đường dữ, luôn luôn ở các cõi trời, hưởng sự yên vui thù diệu. Trong thời quá khứ, có một Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Bảo Tướng Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe qua tôn danh, Bảo Tướng Như Lai, mà sinh lòng tôn kính thì người ấy, chẳng bao lâu nữa, sẽ chứng quả giải thoát A-La-Hán. Cũng trong thời quá khứ, qua vô số A-Tăng Kỳ đại kiếp, có Đức Phật xuất thế, tôn hiệu, Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nào, mà nghe qua tôn danh, Ca Sa Tràng Như Lai, thì xóa sạch trọng tội sinh tử đã làm trong 100 đại kiếp. Cũng trong quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe qua tôn danh, Đại Thông Sơn Vương Như Lai, thì người ấy sẽ được gặp hằng hà sa chư Phật, được chư Phật rộng nói diệu pháp và chắc chắn sẽ thành tựu Phật quả toàn giác. Cũng trong thuở quá khứ, có Đấng Tịnh Nguyệt Như Lai, Sơn Vương Như Lai, Trí Thắng Như Lai, Tịnh Danh Vương Như Lai, Trí Thành Tựu Như Lai, Vô Thượng Như Lai, Diệu Thanh Như Lai, Mãn Nguyệt Như Lai và Đức Nguyệt Diện Như Lai, các Đức Phật như vậy, số đếm rất nhiều không thể nói hết. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời hiện tại hay thời vị lai, tất cả chúng sinh, là trời hay người, nam tử hay nữ nhân, chỉ cần trì tụng tôn hiệu của một vị Phật, thì công đức cũng đã rất nhiều rất vô hạn, nói gì thêm về người trì tụng nhiều danh hiệu của chư Phật. Những người ấy, lúc đang sống hoặc sau khi chết, đều hưởng được lợi ích to lớn và vĩnh viễn không còn sa vào đường dữ. Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.